Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay hai vợ chồng mình á rủ nhau đi cắm ếch đó cả nhà. Với bữa nay mưa nó mưa lớn quá trời, là tối nay ếch vô vườn nè. Rồi mình đi mình cắm cái tha sình gì nè cả nhà, với mình cắm cái mồi cá nục á. Ăn con ếch cái bằng đêm cái mồi cá nục này nè nó mới cứu, là chỉ là con ếch nó ăn cái mồi này thôi. Rồi mà cả nhà mình theo dõi hai chồng mình nha. Móc mồi cho anh á. Cho con ếch nó thấy hay là sao? Cho nó thấy. Với con ếch ngộ lắm. Cái con ếch đó, nếu mà mình tha sình rồi đấy ha, là tối là con ếch nó không phải nhảy lên cái đống sình đó đó. Nhưng mà cái hơi sình nó khái vậy. Mấy cái mồi khác cũng được, nhưng mà cái mồi khác nó dính con này con kia. Còn cái mồi này là độc quyền, là chỉ là con ếch ăn thôi. Biết sao? Nếu như mình cắm mồi khác ăn, nhiều khi chuột nó ăn á. Ồ, rồi con gắn ra, gắn ra. Chạy ra, chạy xé mè nắng luôn kìa. Ờ, gắn quá bự. Mà mình không dám bắt gắn cả nhà. Đặt gắn thì dám chứ họ đây bắt không dám. Không, gắn nó gắn gì á, gắn nước chắc gắn hù dọa gì đó. Nó ra đang ăn chuột gì. Hù dọa. À, nếu như mình cắm mấy cái mồi khác á thì mình phải trộn ngũ vị hương vô á, cái mùi ngũ vị hương nó thơm á. Với mấy ông cắm mấy mồi kia á, con này kia nó ăn mồi, mấy cái mồi kia con này con kia ăn lụm chân à, cái lục này là nó chuột rồi gắn rồi nó ăn à. Không ăn chỉ là chơi, chỉ có con ếch ăn thôi, chứ ngoài ra không có gì ăn mồi nữa. Mình cắm cao quá gì nó ăn tới không út, nó mai bằng đêm nó mới nhảy lên. À, nó nhảy lên với cái da của con cá nục này nè, bằng đêm á là nó chiếu sáng, nhưng nó không phải gì đâu, bằng đêm là nó chiếu á, là cái da này, cái da cá nục này là tối là nó ha, nó dạ sáng, nó thấy miếng vườn ổi này tối đây ếch dữ lắm nè anh ơi. Mình cắm hết cái vườn trong cái vườn này ha, mình qua vườn khác không, cắm vòng qua cái đám cỏ bên đó luôn. Đám cỏ bên đó là bên đó mập với nút mình đi đặt gắn đó cả nhà, đó bên đó đó vườn quang bên đó đó. Này là ra này mình ra đồng rồi, mày có mấy khu vườn quang của mấy chú nè, bỏ không có săn sóc gì hết trơn. Sáng thì mình thức dậy sớm mình đi ra đồng, tối này mình đi mình rảnh thì hai vợ chồng đi kiếm đồ ăn đồ gì đó, ốc kiếm đó, cá ốc với cua ở nhà. Tối mà đi ra ngoài ruộng nè, cái nước nó lên đó, nước tháng này sắp lên là nước bắt đầu nước đổ rồi nè, nước gông á, tháng 9 tháng 10 nè, mà nước nó tràn bờ đó. Rồi mình đi ra cái mình bắt cá, cá nó lên ruộng này kia nhiều lắm. Cái nước này nè, nước gông này nè, là ếch nó mới lên mấy mương vườn nhiều nè. Nó ở dưới kinh nó lên nha. Dưới kinh lên. Nước gông nó lên á. Chứ bữa nay đám mưa cũng lớn quá. Lớn. Mưa chiều lớn quá chừng lớn. Chắc bên mấy cái bụi gặm bên đó chắc ếch dữ lắm. Ếch có là ếch tự luôn á. Có là kiểu như là ếch nái á. Chỉ là ếch đó là mình cắm câu nó mới bắt được thôi, chứ ngoài ra thì đâu có vô đó bắt ếch mà được. Tại vì là ếch là mình lằn theo cái dấu chân nữa mình bắt hay sao? Mình rồi mình lằn theo cái dấu chân nữa mình bắt. Này cũng như là mình chay, này cũng như là chay bu rồi ha. Chay cái này để cho nó tưởng là sình non ha. Sình non. Cái nó nhảy lên đây. Thường thường mà mình có móc bòi sình mương vườn á, là chiều nay mình bòi phải không, tới sáng mình ra là mình thấy dấu giờ ếch nhẩm cho nó ngộ ra, nó thôi nó phái sình. Dấu ếch lừ luôn á. Nó phái sình lắm. Cái mình phải cắm mau mau lên là để tối nè. Tối á. Nhiều lắm. Cái này ngon quá trời. Miếng vườn này là ngon dữ lắm luôn đó. Miếng vườn rộng lắm. Rộng lắm. Được nếu mà mình đi cắm mà hôm bữa mà trúng đấy ha, nước gông nước tháng 9 tháng 10 này ha là trúng đấy ha, là mình đi mình cắm cái là một đêm là 4-5 kg luôn á, ếch á. Ếch lúc này chắc không được ếch bự không? Không được ếch bự. Ếch cuối mùa. Nhưng biết không, với ếch bây giờ người ta bắt quá trời đó cả nhà. Nó lớn không kịp. Như hồi đó là mình đi cắm này nhầm đi nhầm con có từ nửa ký nữa, 700-800 gram cũng có nữa. À, giờ ếch còn non không? Non. Mà con ếch đồng á, nếu như nó bự thì nó thiệt là bự, ăn mấy ngon. Còn nếu như nó vừa vừa là nó không có thịt. Còn như ở thà là ếch non mà nó mềm. Còn như mấy con ếch già,
ếch già mà nó kiểu nó hơi lâu năm á, rồi nó không có thịt, mà nó dai, ta, nó ốm. Mình đi cắm vậy ha, còn nếu mà người ta mà cắm người ta đi bán đó, người ta cắm ếch mà người ta đi bán là người ta cắm mồi thuốc không mà cả nhà. Mồi thuốc, mình không là biết. Là người ta cắm mồi thuốc á là người ta đi bổ thuốc ở tiệm thuốc bắc á, về người ta mới nghiền nó ra, ta trộn với mồi á, cá này kia ta trộn vô. Là cái mồi thuốc á là nó cắm là nguy hiểm lắm, tại vì cắm dính gắn rồi cái này kia dính hết chân luôn, cái mồi thuốc á. Mình đi thăm mình cũng sợ ha. Sợ lắm, mà người ta đi ta mang ủng không à. Với người ta đi cắm người ta đâu dám cắm tới giá này đâu. Cắm sớm lắm. Cắm sớm lắm. Cắm đằng tay ta về á. Anh cắm này cái đằng qua cắm kia cái. À, còn cần cần nữa anh ơi. Ừ. Còn cần nữa để anh. Nãy giờ cũng cỡ khoảng tầm cỡ hơn tiếng có hơn đó, cỡ tiếng rưỡi á. Cái vườn nãy giờ chứ nó rộng lắm đó nha. Rộng rộng. Nãy giờ mà chưa giáp nữa đó, nên đầu phải đây mới giáp nè. Rồi giáp này ha. Anh qua anh cắm bên này nè. Nay có trăng non cái không có tối luôn mấy anh ha. Ừ, nay có trăng trăng non rồi. Cả nhà ơi, bây giờ là tầm cỡ 8 giờ ngoài đó cả nhà. À, hai chồng mình giờ đi thăm ếch nha, chiều có cắm được 30 cần câu ếch đó. Bây giờ cỡ 8 giờ mấy rồi đó, tại vì đêm nay có trăng non đó cả nhà, thành ra ông trời ổng mờ mờ nè, ổng không có tối luôn. Giờ hai mày cả nhà theo dõi hai chồng mình thăm ếch nha. Hay thăm dính mấy ếch bự bự luôn. Chiều đặt thì thấy cũng cắm cũng ngon lắm đó mà không biết bây giờ đưa sơ. Mình phải cầm cái gỗ theo nè, cho nó có đặn mình đậy lại vậy nè để mà nó nhảy ra. Nãy anh cắm mấy cần này xa ha. Mũi bằng đêm nó bay ra nè. Quá trời mũi luôn. Bữa nay mấy mà có trăng non ta? Hả? Bữa nay mấy rồi? Có trăng non này tầm chắc cũng cỡ gần mùng 9 mùng 10 gì đó ha. Rồi tới gặp em dính hết kìa. Dính kìa. Kìa. Đâu để cho em coi dính rồi sao? Kìa nó quậy kìa. Kìa nhà thấy không? Trời ơi sình kìa. Sình hình bảy giống kìa. Quá rồi, quá chí rồi. Ồ nó quậy banh cho ổi đó luôn rồi. Quá trời. Mồi này nhảy quá anh ha. Mồi này nhảy quá ha. Ồ ok. Giống giò ổng. Quậy à. Ở bên đó nhảy qua đó. Đó bởi vậy mình cắm câu này là mình phải tô sình vậy đó cả nhà. Ôi quậy ổi. Nó thấy sình nó phái. Nó bỏ đại vô đi về hả con thằng gỡ anh. Anh gỡ đi. Quá nhảy cho anh em ơi, anh đẩy anh ra anh ơi, cái gì chỗ này con gì nó quậy cái vừa nổi anh gì không à, ổng nhìn thấy cái móc sình đó là ổng biết cái mà mình cắm câu đó. Hai cái ổi nè tối rồi ngày bữa vậy quá ếch rồi rồi ngon nè. Phải không? Cũng được ha, cũng bự ha. Rồi bỏ đại vô đi, im đại đi, em đẩy gỗ rồi nhanh cắm xa đó. Ở bên đây tại vì cái phía trên này nó hơi chấm á, anh ra cắm hơi xa. Ê kìa có dính không? Dính con. Ủa, dính con nữa kìa. Nó nằm bên đó kìa cả nhà, thấy không cả nhà? Đó, đó, nè, đó nè. Nằm cục đó thấy cưng rồi. Phía bên đây tại vì cái khuôn vườn này nó hơi chấm á, thành ra cắm hơi thưa. Nó quậy một hồi qua mày thiếu quậy với mày kìa. Kìa cả nhà thấy mày lấy không kìa. Vậy mồi này nhảy với anh ha. Nhảy con này trắng. Ếch này là nó gọi là bự chưa? Ếch này là ếch tơ thôi, ếch tơ cái mùa này thôi. Còn ếch bự là nó vàng như là nghệ vậy đó. Còn cái con ếch bự á là nó tới hai mùa á, đi người ta mùa này bắt hỏng được á, mà tới mùa sau là nó bự. À con ếch á, à, cái tháng mưa này thì nó ra vậy ha, chứ cái tới cái tháng hạn nó cả nhà qua Tết mà tháng 3, tháng 4, tháng 2, tháng 3, tháng 4 đó là nó ở trong cái lỗ nẻ á. Cái lúc mà người ta cắt lúa xong rồi đất người ta khô cằn, người ta nó nứt đó, nó nứt nẻ đó là nó trốn ở trong cái hành ra, nó ốm nhôm mà nó không có đi ra ngoài để nó ăn được á, không có nước để nó ra. Con ếch này thì nó chịu nước lắm nè, nó theo nước á. Nếu mà mình cắm mà mình không đi mà lòn lòn là ưa vụ quên lắm mắc câu đó. Không, mình nhờ mình có tu sình, nếu như mình tu sình chắc mình không nhớ thiệt đâu, không nhớ đâu, phải kiếm không gặp đó. Kiếm không gặp nó đâu. Nhầm con ếch á, nó lỗ nẻ á,
bự á, nói chung vô chổng mình bắt nó lên rồi nó ốm, nó có bộ xương không à, nó nằm trong đó nó chịu đựng là 1-2 tháng trời luôn đó, nó đợi mưa xuống là nó mới ra. Bởi vậy mưa đầu mùa là người ta bắt đi bắt ếch chúng đó. À, mình sống cái nghề nào mình mê nghề đó. Năm nay mùa dịch á, dịch bệnh á. Quá à, em ơi. Kể cả nhà, bằng đêm mà mình gọi vô cái cục mồi mà nó còn đó, chiếu sáng nha. Nha. Chiếu sáng nè. Cái da của con cá hả? Tại vì mấy con ếch nó mới nhảy vô này. Nó nhảy vô nó thấy. Nó phá. Nha, nó chiếu. Năm nay mùa dịch này nè, ổi cây đầu vườn nó thấp thót rẻ. Chiếu còn chứ mỗi năm là tháng này đó cả nhà là tới 8.000 ký đó, năm nay rẻ ghê luôn. Năm nay dịch bệnh mà 3.000 gì đó, 4.000 mà phân thuốc nó chi phí mắc dữ lắm. Dịch bệnh cái gì không rẻ quá trời mắc. Vật tư á, đồ vật tư nông nghiệp á mắc. Ồ dính đàn con nữa kìa em ơi, dính đàn con nhảy quá. Dạ. Ôi, xuống này ra tính chạy gì thấy không chạy gì hả? Ồ nó quậy kìa, nó tụt xuống, nó quậy kìa, cả nhà quậy xình kìa, mất tiền mòn ha, nó ăn á. Nhỏ nhỏ chứ ổng hăng lắm mà. Chắc nhà chiều có đám mưa lớn đó. Đám chiều mưa đám mưa quá lớn luôn à. Còn thấy trắng. Chứ mình đi cắm này mà mình cắm trời không mưa chắc cũng không có nhảy không đâu ha. Bằng đêm á mà mình đi soi ếch mà đầu mùa á cả nhà là nó mình gọi thấy cái dàn ếch này nè nó trắng phiếu luôn. À nhảy. Nhảy. À. Cũng im nghe. Ừ. Chứ mình cắm cái này gần bên đám cỏ. Ừ, cỏ nó qua ha. Này quết nó đâu. Đâu mày. Cái này là tại vì nó không lợi ăn chứ phải nó ăn này mất mồi ha. Mất mồi. Tháo mồi bỏ đi. Nó không có. Không có. Nó không có. Nó có là nó dính à, tại vì cái lưỡi câu này nó bén nó nhạy đó. Đâu rồi? Đừng tới đầu clip cho anh. Đó, đó, đó hả? Đậu bắp này trái quá trời trái. Ừ, thấy anh ha. Ừ. Đậu bắp này nè, về mình nấu canh chua là mình xào mỡ cũng ngon. Quất luôn. Đó, đúng ra đầu mương này bên vườn này nó qua mới đúng ha. Ừ, quất luôn. Luôn rồi. Thì là nó ăn rồi nó vượt luôn không ta? Này không, nó không nếu mà nó ăn là nếu mà nó vượt là nó có dấu dò đây là liền. Phụ hóng rồi nè, nó vừa lỗ mũi. Chiều đi không có lấy khẩu trang luôn. Nếu mà nó vượt cái là nó có dấu dò nó quậy gì? Đó mệt luôn rồi. Thôi. Mũi quá mũi. Được mà. Ba em mà. Ba em. Ba đã. Xuống dưới này chắc có. Tại vì dưới này nó gần cỏ nè. Nó gần cỏ. Gần ở cỏ. Trên này chấm quá. Này thấy gần cỏ nè. Cỏ nè cả nhà. Này là cỏ nó trồng để cho bò ăn á. À, ruộng vậy nè. Mấy năm mưa đầu mùa là mình bắt cỏ, mình bắt ếch ở trong cỏ này bắt nhiều lắm á. À, mấy ảnh đi soi á, mấy ảnh nói là ê, ê, này kìa con mắt thấy không ha, con mắt kìa anh hồi chiều phải mình đừng có mưa mình đi sớm chứ mình cắm nhiều lên, lắm ha, cũng lên dấu vò không kìa, cũng vào kìa hồi chiều nhỏ ếch theo mùa này không à, không có ếch dính ếch cụ nha. Con ếch á cái tháng mưa này nó mập lắm cả nhà, còn mập con ếch mà tháng nắng á nó ốm. Nó trụ hình nó trong hang với nó ở chổng nó không có chịu ra. Nó đợi mưa xuống nó mới ra. Con nhỏ. Nó bậy bẫy lầy. Đâu dò ổng rồi kìa. Nó phái xịn ha. Ừ. Phái xịn nó ngủ. Mà chắc tại vì mình mới dễ cắm câu mới dễ bắt nó ha. Ừ. Có sót ông anh gọi ghế rồi xong rồi gấp nha. Ừ, cần này quá. Quá ấm quá trời, vô mắt, vô mũi. Có ai, quá, thằng này quá. Này mà em, hả? Phải sáng anh đừng có đi mặn với em là mình để tới sáng rồi mình không có nữa nè. Tại vì mình mới thăm, mình mới cắm có 3 tiếng đồng hồ vậy ha. Mà cắm là 5 giờ mấy, giờ 8 giờ mấy. Cái lòi mà mình ăn được á thì mình bắt nó khó, còn cái lòi mà mình không ăn được á như ốc hương á thì quá. Thôi đầy ốc hương đầy đầy luôn à. Không có anh
Không, mình nghĩ là tới sáng chắc nó có có nữa, mà tại vì sáng hai vợ chồng mình không có thời gian đó cả nhà, sáng mình phải đi cắt cỏ, không có thăm được. Bữa không bay nó bay vô không mắt hết thấy được quay. Đây. Đây, đây. Nó bù theo cái ánh đèn nó bay vô con mắt luôn, không thấy được quay luôn cả nhà. Ban đêm. Bởi vậy người dân mình á, miền Tây mình á. Cái lưỡi câu này. Có không? Lưỡi câu này. Mình luôn, mình đi mưu sinh ban đêm là vậy đó. ổng nhảy té mà. Ủa cái này anh thấy bên đây hả? Đặt bên clip này hả? Nhảy té mưa luôn nha. Dạ. Chết mẹ treo. Treo cái mỏ đau chứ luôn rồi. Dạ. Thôi nó chịu đựng. Vậy coi. Tội nghiệp ha. Ổng vậy nè. Ổng bừng lên, ổng bừng lên không nổi luôn nè. Rồi vô giò này cả nhà. Nó bị rớt xuống mé. Nhảy quá. Tên mập không con, mập không nha. Ăn cái bụng nè. Bên đây có lẽ là cái ruộng ha, cái ruộng à, cái ruộng cái ruộng à, cả nhà nghe nó nhảy à. Nó mạnh cục mồi nó còn nó chiếu rồi kìa cả nhà đó, chiếu nè. Tại vì từ xa mà gọi cục mồi nó còn chiếu nữa nè. Mình cấm mình phải đi thăm sớm là tại vì mình sợ nếu như mình mới đi thăm để tới sáng là nó bị chết á, nó treo kiểu đó tới sáng là chết queo à, nó chiếu sáng nữa đâu. Nhẹ thôi nè. Bá bồ hóng theo. Không, quớt nữa nè em ơi. Mấy cần này kiền này ha. Quớt không ha. Không có. Không, nhảy tới chứ. Nằm đi từ ở cái trong vườn mà đi nó nhảy ra tới ruộng này luôn rồi. Giống như không nó ngang lộ luôn á. Không có nghe cái luồng nó đi á. Mưa á. Hỏi nè. Mưa cả nhà là mưa đầu mùa đó ha, là mà ở trong vườn á là con ếch nó nhảy ngang lộ á, rồi nằm đi xe cán á nằm ngoài lộ nó nhảy ngay trong vườn nhảy ra ếch mà đâu cũng nhảy tới. Ếch á mình làm được nhiều món lắm, con ếch á vậy cho nó ngon, nó quý hơn con gà nữa đó, thịt ếch á nó ngon hơn thịt gà. Gọi vô mà cục mồi nó chiếu cái này. Ếch đồng mình á chiếu sáng luôn nè cả nhà. Da chiếu nè. Da nó da cá cả nhà. Chán nó chấu gì đó. Nó quá sáng. Mình thấy nè. Nó ăn nha. Nó bảy lầy tình ha. Ừ. Cũng được mấy con rồi ta? 5-6 con gì á? Đấy giờ nhiêu cần. Nhiêu cần này dữ lắm. Đấy cũng bộn. Này tạm được. Hai mấy cần. Có 20 có hơn rồi đó à. Rồi luôn. Nãy là mình cắm 30 cần á. Đấy hai mấy cần gì. Hai mấy rồi đó. Bên đây mình cắm sát sát quá rồi. Tại mình dí cái bờ cỏ nè. Bờ cỏ này cái ruộng đó cả nhà. Nên là ếch với chuột nó vô nó ở nhiều lắm. Vô nó ở. Bên kia tại bên kia nó vườn thôi. Bên kia vườn. Ở đây mình cắm gần lại chút. Bên kia vườn. Vườn cắm quá. Tại mình dí cái bờ bên đây. Ban đêm này nè. Mình chịu cực á. Chịu khó mình đi ra đây mình chụp nhái á cả nhà. Nhái con nhái cơm á. Kiếm câu. Vậy, không có. Mình tính cắm bên đây mình đón cỏ này là ấy ha anh chúng nha. Con cỏ nó qua vậy là cũng im mà nó tại vì như là nó ra cái độc nhiều nè. Con ếch đó cả nhà là vừa mất mình là nó đi ăn rồi đó, bởi vì mình đi cắm mình thăm giá trạng dạng tối 8-9 giờ tới tối đây là có dính này, có khi là mình để tới sáng đó thì có khi nó đi rồi hồi nó trở về á. Nó thấy mồi nó ăn. Bên đó mà có đèn đi sâu. Có đèn nó đi chụp nhái anh. Đèn á. Chúng này đi chụp nhái. Chúng á. Ừ, không. không. Khúc đèn như sao nó không linh rồi cả nhà. Như khúc này họ ít nè. Rồi mồi nó ổn ha. Cái cách cắm câu này nè là cũng đơn giản mà cũng không có tốn chi phí nha. Mình mua con cá nục vậy đó mình cắt ra thành hạt lựu nhỏ vuông vuông vậy đó làm cắm là đủ rồi, không có cần đòi hỏi cái gì chi phí quá mà nó nhạy nữa. Bà nói ngày mai ba xịt xong không biết ngày mai ba có qua đây không.
Vậy hổng ngày về ba bốn ngày bộ chưa chèo vọng chưa nhớ nhau sao ta? Ngày mơ nó 5 ngày đó cả nhà. Bà chị bây giờ bảnh là mơ nó 5 ngày. Hey, đừng con kìa. Ôi ông quậy mình mấy không kìa. Ôi đâu vậy? Kìa. Cái này là không gọi kỹ là nhìn không thấy nó. Thấy luôn. Kìa. Ông quậy. Cục thì lì luôn. Ông lôi sình qua ra ngoài luôn. Nhẹ ông lôi sình nè. Nè ông nhảy nè. Ông này chắc ông lợi lắm mới nhảy nè. Ừ. Mình cấm câu này là mình phải đi thăm vậy nè, không thôi người ta thấy chắc ta cũng thăm á. Ta thăm á. Ta thăm. Dạ người ta đi soi về mà ta thấy người ta gọi ta thấy nó ngồi vậy là người ta phải bắt thôi. Con ếch này vàng em. Ừ. Ếch vậy đó, em con nó vàng. Vàng. Còn muốn vàng nữa là phải lâu năm á, ếch tầm có 2-3 mùa á, nó mới vàng. Cái vàng nè. Còn ếch ta tơ là nó ếch về màu vàng không á. Ừ, nó trắng trắng. Im nghe. Còn cần đó anh. Còn cần thế rồi. Cũng mừng rồi đó cả nhà, cũng được à, bộn rồi. Cũng 7 con hả em? Ừ. 7 con. Còn cần mình cắm mấy anh đây. Rồi, quết luôn. Quết. Quết luôn. Chắc cạn quá ha. Quết luôn cả nhà. Dương xài của ông này bữa nay trái bự dữ ta. Thì cả nhà ơi. À, giờ hai vợ chồng mình ra tới cái vườn rau của mình này nè, đang cắt mớ rau về với mớ bà Hà về đặng mình chế biến cái món ớt. Rồi hôm hai chồng mình đi cắm câu đó cả nhà. À, do ngày nay bận làm công chuyện á, thành ra không có thời gian để làm cho cả nhà xem, mà hôm có đi cắm dính nhưng mà về rồi ngày nay không có làm. Bây giờ cô Hoàng cũng đợi chị Lon của mình chỉ qua rồi đó, chỉ đi về quê hẳn dài cũng 5 ngày rồi đó. Rồi giờ chỉ qua giờ mình rủ chị nấu cái món lẩu mẻ, ớt nấu lẩu mẻ cả nhà. Rồi các bà Hà này về mình nhúng dưới hái mới ngồi gai luôn. Bà Hà này là tốt quá ha. Bà Hà tốt quá, trời tốt. Bà Hà này mình trồng cũng lâu lắm rồi nè, nhưng mà mình em cắt khúc lên đi. Mình chưa có ăn cái món nào quá trơn, bữa nay sẵn có mình nấu lẩu mẻ ớt á thì mình ra đây mình cắt. Tốt quá, tốt bữa luôn. Bữa nay hai vợ chồng cũng mắc đi mằng cả nhà nên cũng không có làm ăn quay cho cả nhà cùng xem nữa. Do là hai vợ chồng Út Cường đó cả nhà, nuôi bò nên là buổi sáng là mình phải đi cắt cỏ rồi mình chăm sóc, mình tắm rửa, mình cho ăn đó. Nên là chỉ có rảnh được cái giấc chiều thôi. Nữa nay về là chiều đó, tầm cũng gần 5 giờ. 5 giờ chiều rồi. Quá trời tốt luôn à. Cái này hai chồng mình về cái đói bụng. Đây cây ớt nè. Đây anh chồng cái ớt nè, trái quá trời. Ớt này là ớt ớt này là ớt sừng vàng nhưng mà vàng cái loại đúng. Sừng lai á, nó cũng ít cay nữa. Cà thì hết trái cả nhà. Đẹp quá ha. Hết trái à. Cà ăn thực phẩm quá. Vậy em bứt ngoài ha. Kênh kia nó xài hết cà. Hết cà, hết cà. Thì cả nhà đây là thành quả của hai vợ chồng mình hơn nè cả nhà. Hôm hai chồng mình đi cắm câu được nhiêu đây. Nãy giờ hai chồng chị lo mình qua đó là chị cũng ở nhà chỉ mần sạch này nè. Bây giờ hai chị em mình bắt tay vô làm cái món ớt nấu lẩu mẻ nha cả nhà. Rồi ăn kèm với mớ gà nãy mình hái đó. Đây nguyên liệu chính thì đây có này chắc mẹ. Ra mình đi sắn thêm cho chú nữa. Dưỡng hút không ấy, dưỡng hút đi sắn. Anh chạy cho chú ra. Đây chị em chị bắt nước đi. Ừ. Cả nhà ơi, là do hổm gài á, mình đi về quê nhà bảnh đó cả nhà. Tại vì mình ra chỉ thị 16 đó, cho nên là mình không có về bên nhà được, ở bên Cù Lao á. Nên là bây giờ nó cũng giãn cách ra, nới nới rồi. Cho nên là mình xin giấy về bảnh được á, về thăm nhà. Rồi do mấy ngày qua mình không có ở bên đây, nên là không có đi quay clip để mà ra điều điều cho cả nhà xem được. Rồi mình về bảnh thăm nhà, với mình cũng có ít công chuyện ở trong vườn đó. Rồi nên là hai chồng cũng đã sắp xếp xong hết rồi, giờ quay trở qua. Rồi sẽ bắt đầu quay clip tiếp tục để cho cả nhà cùng xem. Mong cả nhà thông cảm nha. Mình gạo mẻ. Bây giờ mấy chị em sẽ nấu lẩu mẻ Út Liễu với Dương Út hôm qua ở bên đây nè cả nhà. Do mưa đó, rồi có nước đó nên hai chồng đi đặt được mấy con đi cắm câu được mấy con ếch kìa. Rồi cũng tội nghiệp đợi hai chồng chị với anh Mập qua rồi mới ăn. Rồi cho nên là bữa nay cũng hơi mình qua hơi trễ á. Rồi nên là làm hơi tối. Bà Hà này tốt quá trời á. Không đủ đi ngoài cắt vườn mình đó hả? Không là chị đâu có vườn ngoài quá cho tốt. Chứ là những hồi mình ăn với bắp chuối luôn đó. Mình cắt bắp chuối đi. Ừ cũng được, cũng ngon. Cũng ăn cũng ngon. Lẩu mẻ mình ăn với chuối cây hay hoặc là chuối bắp cũng ngon.
Bây giờ mình bắt chảo lên cho nó nóng rồi mình có để miếng dầu vô nghe cả nhà. Để mình xào cái này là xả với tỏi với ớt cái mình bầm á. Thì bây giờ mình để vô đây mình sấy cho nó vàng. Để cho nó vàng cho nó thơm á cả nhà. Cái lẩu cái mẻ thì nó có cái mùi xả vô nó mới ngon. Bây giờ mình sấy cái mình để ớt vô mình xào á cho có thịt ớt nó thơm. Nếu mình không xào thì sợ nó không có thơm á. Sấy sấy cho nó vàng cái mình sẽ xào ớt. Bữa nay Út Liễu với Dương Út lên đi bắt thì mình qua mình ăn chắc ngon lắm nha. Hai chồng em sáng giờ cũng đi làm á, rồi dưới hơn nữa cũng đợi hai chồng anh chị qua đặng đãi cho anh hai chồng anh chị ăn đó. Đây này cả nhà. Đợi đó. Công tình thương mến thương nè, chị cho ăn trước đó. Tình thương mến thương có mấy anh em mình. Anh về bển được 5 ngày chứ cũng có sung sướng vậy em Út ơi. Đây Út Liễu cực khổ. Bọc bãi xài suốt cả luôn. Cả nhà ăn cục thịt ếch với mình nha. Đây cho anh Mập. Mà cả nhà ăn với mình cục thịt ếch nè cả nhà. Hôm hai vợ chồng mình đi cắm câu nè. Thành quả nè. Mời cả nhà. Mà cả nhà ăn cái này cái gan nha cả nhà. Cái gan. Gan ếch. Vậy là cái gan nó xám xám ngon ha. Anh ba về bển xịt xài rồi sao? Vườn tược đồ bông rồi xài đồ ra tốt không? Cũng được, con nghĩ về được 5 ngày mà bọc xài hết 4 ngày. Bọc từ sáng tới chiều không đi trưa luôn á. Chan miếng nước đổ vô, bọc từ sáng tới chiều rồi qua ngày thứ tư là xịt xài. Cũng tội nghiệp sáng tới 11 giờ vô ăn cơm tắm rửa nghỉ lát rồi. Về cũng 12 giờ mấy rồi bận rộn suốt luôn chứ cũng đâu có rảnh rỗi vậy ha. Chứ mình ở quê mà, chỉ là sống về vườn rồi ruộng lúa vậy đó. Rồi gãy rồi cực khổ đâu phải ở như ở thành mình ở đây mà về bển phải giữ không
cũng mướn cũng 4-5 người rồi anh ở nhà nó bọc xít á, để cho nó gò để nó chán nó bự nó bọc nó không đẹp. Ủa anh ba chia sẻ cho cả nhà biết là anh ba bọc là bọc xài Đài Loan hay là xài chu? Bọc xài Đài Loan. Đúng không? Cái tím á. Ừ. Là trái nó bay lớn rồi, được bay lớn rồi anh ba. Trái con tay cái, trái nào bự lắm mà giò cái đó. Nó bay lớn là mình bọc rồi đó hả? Ừ. Vậy đó mới lên màu ha. Dạ hả? Gần nữa. Nữa về, tới mình bẻ nó mới lên màu. 5 ngày bọc cũng biết ngày qua. Chung ra cũng nhớ vụ Út chứ gì Út nữa qua. Nhớ cả nhà nữa. 4-5 ngày rồi không có quay cả nhà. Bởi vì anh em mình tình thương mến thương, bởi vì hôm hai chồng em đi cắm câu nè, cũng chờ hai chồng chị qua. Mình nấu rồi mình ăn chung. Cái có hai chồng ăn cũng nhớ nữa. Nghe cọc kèo qua đó nặng gấp cả cỏ về cắt chỗ tay luôn. Có sao không vậy Út? Cũng rất nhẹ. Anh thấy anh bị đứt tay à? Ừ. Đậu mẻ ngon quá ha. Nấu đậm đà. Chị tính tính qua sớm rồi mà mất công chuyện á. Nên qua trễ chứ phải biết vậy, chị tranh thủ qua sớm chút nữa. Phải biết vườn Út chút liễu đợi qua ăn vậy chị. Hồi nãy mình đi qua sớm chút. Bà Hà vừa ngon không? Mời cả nhà nha. Để anh Trang nước thì vô ăn cái nước này. Giờ thấy ngon quá. Bà Hà ở vườn mình bẻ cho mình ăn liền. Nó khác với bà Hà mình mua chợ sao ta? Khác không? Bà Hà mình để qua đêm nó có bị lạ không? Dạ, nó dịu rồi. Nó dịu, nó không còn độ giòn ha. Em không có nghĩ ha. Chắc chị nghĩ nó không còn giòn. Nó dai lắm. Nó dai chứ lạ liền. Nó mới giòn như là bà Hà mới. Cây chuối nè. Nãy mấy anh Mất Cường có đi đốt được cây chuối. Nước con mẻ này Trang vô ăn ngon quá cả nhà. Em Trang ngon á. Ừ. Nó hổ chua chua. Đó mẹ dễ ăn. Nhóc ăn đây, ăn thịt ớt đi. Nghe là anh mập hay Trang miếng canh chua vô. Tốt liễu Trang tốt liễu. Tốt. Em nói Trang cái hậu chua chua ngọt ngọt không? Ừ. Có chuối vô nè. Cũng có chắc được cái bắp chuối. Trắng tươi luôn ha. Ngon ha. Chắc anh về bả 5 ngày chắc trèo đây chắc nhớ anh nè. Nhớ. Có hai cột chèo mà. Có hai anh em cột chèo và cả nhà thương nhau lắm. Anh ba qua có đi ra ngoài thăm vườn xài chưa? Hồi nãy em ra em thấy rau em thấy trái bự quá rồi, xài bữa nay trái bự quá bự rồi. Về bển thì trả không được nhờ cột chèo trực tiếp hết anh cử. Mà cảm ơn nha. Xài bông á cả nhà đang nở không, trời mưa quá rồi qua đây không được, rồi nhờ cột chèo với người anh vợ thứ hai trực tiếp. Cảm ơn Dương Út cũng tốt lắm. Xài cũng cảm tốt. Cảm ơn Dương Út với Dương Út theo con máy chụp lại. Con máy. Thấy bông xài của anh đẹp không Dương Út? Đẹp, không phải đẹp. Mưa vậy chứ mà bông xài vàng thật à. Nhưng bọn mình xịt hơn nhặt cử. Ừ. Lúc này vô vụ xài á cả nhà, tới mùa mình làm bán Tết nè. Cho nên là mình làm tới 4 miếng là người cái thời gian của mình quay qua quay lại thì nó không có đủ á. Vì bển thì bên đây không có làm được cho nên là nhờ Út Liễu với Dựng Út nó coi giùm bên đây giùm. Rồi hai chồng về bển làm mấy ngày rồi mới trở qua. Không có Út Liễu với Dựng Út nó cũng biết làm sao. Giống như bây giờ đi thì cũng khó khăn đó. Ừ. Như là xin giấy được thì xin tranh thủ xin vài ngày, 4-5 ngày đó đặng làm cho xịt cho nó qua đợt vậy đó. Rồi mới trở qua đây được. Muốn đi là phải xin giấy chứ tự nhiên đi cũng không được đi được. Bắp chuối sắc ngon ha. Anh về bển anh xịt xài á, xịt chưa có rồi nó bị mưa tới. Ngày hôm qua xịt chứ Dương Út, sáng cũng mưa mà chiều cũng mưa mà ngày nay thì lại không mưa. Ổn phúc quá ha. Bữa nay xịt được ngon. Ớt này dai quá anh ba ha. Dương Út cắm ớt ở ngoài ruộng khúc nào vậy? Ngoài ruộng cặp mấy vườn mà mình đi bẫy gắn đó. Vậy hả, có cái đám cỏ mấy vườn ta trồng cỏ cho nuôi bò đó. Bằng đêm nó nhảy qua bên lý vườn ổi này quá trời. Cũng nhận qua mưa đó. Ớt cũng dài quá anh ba. Dễ khắc ăn thịt. Ớt ruộng nó dẻ. Dài ở cặp bé em chán cặp kinh ha, ở trên ruộng. Cặp ruộng. Bé em chán không? Ừ. Thịt nó dẻ mấy cả nhà. Dẻ. Ớt mưa già già đó vậy chứ ớt nó mập lắm. Còn kiểu ớt đầu mùa á. Ớt nó còn ốm. Em biết không? Nó trong vườn nó ra. Con ớt này là nó cái mùa này nè. Nên nó còn non nó tơ đó. Còn con ớt mà nó hai mùa là nó già nó già. Nhưng mà con ớt hai mùa đó là đầu mùa mưa là người ta bắt hết trơn rồi. Bắt.
giống như đó trong vườn á, rồi tới có mưa đó xuống cái nó ra ngoài ruộng á, tay xôi. Bây giờ ta bằng lúa cái nó vô vườn hả chị Út? Vô vườn. Ừ, vô vườn. Lúc này em thấy nước nó kém quá rồi. Mấy anh em mình mơ tính làm gì không? Mơ hả? Mơ đi. Mơ coi cho mình đi mang gì sáng nay chèo cực khổ lên đây bắt ếch rồi cắm câu ếch rồi chịch xà tiếp rồi chèo chèo cho cái gan, nhường cái gan, nhường cho cái gan, cái ngon hiểu. Cái ngon nhất của ếch đó. Có hai, bên nào? Có hai cọc chèo thương. Bên đây cũng bơm máy vô bộ tiếp hả? Anh coi máy không? Coi máy. Nè. Cảm ơn anh Mập nha. Còn nên anh Mập còn chút nè. Để ngày mơi sáng hai chị em đi cắt cỏ về cái sớm sớm cái chị em mình tính coi mơi làm gì đây. Mình thấy nước nó kém dữ lắm rồi đó. Để bây giờ mình coi theo nước đi. Mình coi theo nước mình làm được cái gì thì mình làm cái đó đi. Cái gan ít béo quá nha. Để ngày mơi mình coi mấy anh em mình có săn bắt được gì mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Con rau thời gian sắp tới chắc mình phải tranh thủ á. Anh thủ quay là gì chị vô vụ xài rồi. Bữa được bữa không á, bữa quay được bữa không á, anh tranh thủ quay để không ngon chào lão luôn nè, để bữa có bữa không có khán giả chờ. Nấm gà có khi già ba ngày mới đăng clip á cả nhà, tại vì do lý do là mấy ảnh cũng bận công chuyện á, làm vườn á thì có khi đăng trễ, cả nhà thông cảm nha cả nhà. Trời bữa nay mà ngon hết trời, không mưa luôn ha. Qua bão à? Ừ. Nước qua chưa? Không mà gió thang cang rồi cũng ít cái mưa hết. Cái vàng hết béo ha. Ừ. Thêm không? Không liệu hôm gà đi về bản bên đây có đi bọc ổi không vậy? Có, mấy bữa nay anh về bản rồi mình không có quay đó. Em đi mà buổi em cắt cỏ rồi buổi em đi làm vườn. Làm cũng xong rồi, cũng tranh thủ đợi anh qua. Anh về bản cũng làm thôi, anh tắt này nha. Ừ, tắt đi. Rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em cũng đã ăn xong bữa cơm rồi. À, hy vọng là thời gian sắp tới là mấy anh em được cả nhà yêu mến và ủng hộ kênh. À, để cho kênh có thêm động lực để tiếp tục làm ra được những nhiều cái video mới nha cả nhà. Bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nha. Tạm biệt cả nhà.